Hành trình tương lai xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày mới thuận lợi và bình an. Ban biên tập chúng tôi sẽ luôn cố gắng để đem đến những tin tức mới nhất và những nội dung hấp dẫn ý nghĩa trong phần nhân sinh cảm ngộ. Và ngay bây giờ không để quý vị và các bạn đợi lâu, chúng ta cùng đến với phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Liên tiếp 4 trận động đất ở Kon Tum gây rung lắc tại nhiều tỉnh thành phố. Hàng chục nhà dân nứt toác vì công trình chống ngập ở Đồng Nai. Danh tính người chồng chém vợ gục tại chỗ ở Vĩnh Phúc. Khởi tố lái xe container thông chốt đâm thẳng vào lực lượng cảnh sát giao thông. Hot áo mới hơn 20 tỷ, chùa cầu nổi tiếng Hội An trở thành tâm điểm tranh luận. Ngăn chặn hơn 200 kg chất cấm từ khu vực Tam Giác Vàng vào Việt Nam. Xuất hiện vết nứt chạy dọc trên đèo Pren Đà Lạt. Hé lộ quy định mới về tuổi sức khỏe của người lái xe từ năm 2025. Tàu SE-11 chật bánh ở Huế, đường sắt Bắc Nam tạm thời tê liệt. Tin tức trên thế giới. Chính quyền Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang bí mật lập kho dự trữ vật tư chiến lược. Mỹ-Nhật tăng cường hợp tác quân sự trước hai mối đe dọa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. ASEAN-Trung Quốc họp giữa những rạn nứt vì Biển Đông. Ukraine trước nguy cơ vỡ nợ. Nga không quan tâm đến tuyên bố đàm phán hòa bình của Ukraine, nói lập trường của Kiev mâu thuẫn. Quốc tế kêu gọi kiềm chế tối đa, tránh leo thang căng thẳng Israel và Hezbollah. Hamas từ chối các điều kiện mới do Israel đặt ra. Kỷ niệm đình chiến với Hàn Quốc, quan chức Triều Tiên thề hủy diệt hoàn toàn kẻ thù. Philippines, tàu chở dầu thứ hai bị chìm ngoài khơi phía tây Manila. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm qua 28 tháng 7, tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra liên tiếp 4 trận động đất. Trong đó, trận động đất có độ lớn 5 Richter đã gây ra rung lắc mạnh cho các tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên. Đây được xem là trận động đất mạnh nhất từ trước đến nay được ghi nhận tại Kon Tum. Trước diễn biến vụ việc, huyện Kon Plong đang tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình thiệt hại công trình, nhà dân trên địa bàn. Bước đầu đã ghi nhận hai công trình là trường học và trạm y tế tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum bị nứt tường sau khi hứng chịu liên tiếp những trận động đất trong sáng ngày 28 tháng 7. Đáng chú ý, ở các khu vực cách xa tâm chấn hàng trăm km như Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Bình Định, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, người dân cũng cảm nhận được dư chấn động đất. Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Theo Viện Vật lý Địa cầu, trong gần 120 năm đến trước năm 2021, khu vực Kon Plong chỉ ghi nhận 33 trận động đất, trong đó hai trận lớn hơn 3 độ. Trong 3 năm trở lại đây, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum trở thành điểm nóng xảy ra động đất ở Việt Nam với hàng trăm trận động đất được ghi nhận, gấp nhiều lần số trận động đất ghi nhận được ở khu vực này trong hơn một thế kỷ trước. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước đã ghi nhận 155 trận động đất, trong đó có 142 trận ở Kon Tum. Ngoài địa bàn Tây Nguyên, gần đây động đất cấp độ nhẹ cũng xảy ra ở Hà Nội, Thanh Hóa. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân động đất ngoài liên quan đứt gãy địa chất, thì việc tích nước của các thủy điện cũng đáng lưu tâm, vì đây là lý do gây ra động đất ở khu vực thủy điện Sông Chanh, Quảng Nam. Theo tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, mới đây tại khu vực Kon Plong đã hoàn thiện hệ thống quan trắc động đất. Một đề tài nghiên cứu về động đất kích thích trong khu vực đã được phê duyệt và triển khai. Đây sẽ là cơ sở để làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến động đất kích thích ở khu vực này. Tại Việt Nam, động đất kích thích từng xảy ra tại Thủy điện Hòa Bình, Thủy điện Sông Chanh 2, Thủy điện Đắc Đơ Rinh. Trong đó, động đất kích thích xảy ra tại Sông Chanh 2 kéo dài hơn 10 năm với hàng trăm trận, từng gây xôn xao đời sống người dân hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trong thời gian dài. Động đất kích thích có thể kéo dài vài năm, nhưng cũng có thể kéo dài vài chục năm như từng xảy ra tại Ấn Độ. Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng tỉnh này đang tiến hành xác minh việc nhiều nhà dân cạnh công trình thi công cống thoát nước trên đường Châu Văn Lồng, phường Long Bình Tân bị sụt lún, nứt tường. Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận có 15 hộ dân mặt tiền đường Châu Văn Lồng, khu phố Long Điểm, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, có nhà và các công trình kiến trúc khác bị sụt lún, nứt nẻ và xé tường. Là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng nặng, ông Phạm Ngọc Phương cho biết hai cột trụ phía trước căn nhà đã bị xé nứt rời, nhiều đoạn tường cũng bị nứt. Cùng với đó, nhiều gạch lát nền nhà cũng đã bị bong chóc khỏi mặt sàn. Trao đổi về sự việc này, đại diện đơn vị thi công công ty Vân Nga Phát cho biết, nguyên nhân sụt lún nứt nẻ tường nhà người dân những ngày gần đây là do quá trình thi công phải tiến hành đóng cọc cừ sâu, một số đoạn thi công đất rất cứng nên quá trình đóng cừ bị rung lắc mạnh và đã tác động đến nền nhà của một số hộ dân.
Ban Quản lý Dự án thành phố Biên Hòa cho biết đã yêu cầu đơn vị thi công sớm khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Ngày 28 tháng 7, Công an thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc cho biết đang củng cố hồ sơ làm rõ hành vi của anh Nguyễn Văn Phương, 35 tuổi, khi dùng dao đâm liên tiếp vào vợ là chị Vũ Thị Luyến. Bước đầu, công an xác định vào khoảng 16 giờ chiều ngày 27 tháng 7, khi chị Luyến bán vé xổ số trên vỉa hè phố Sóc Sơn, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, thì Phương đi xe máy tới bất ngờ cầm dao nhọn lao vào và tấn công. Người chồng đuổi theo chị Luyến vào khu vực sân của nhà dân gần đó, rồi đâm nhiều nhát vào người vợ. Sau khi người vợ nằm gục tại chỗ, anh này mới dừng tay và điều khiển xe máy về nhà cất dao rồi tới công an thành phố Vĩnh Yên đầu thú chiều tối cùng ngày. Chính quyền địa phương cho biết chị Luyến và Phương là vợ chồng, đã có hai con và đang trong giai đoạn ly thân, không phải đã ly hôn như thông tin trước đó. Công an thành phố Phúc Yên đã lấy lời khai nhân chứng, phối hợp với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên chị Luyến được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội cấp cứu ngay trong tối ngày 27 tháng 7. Truyền thông trong nước đưa tin, cơ quan công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam tài xế Đỗ Khắc Hải, sinh năm 1986, trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào khoảng chiều tối ngày 18 tháng 7, trong khi làm nhiệm vụ tại tuyến quốc lộ 1A, đoạn thuộc xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Cảnh sát giao thông tỉnh Hà Tĩnh phát hiện xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 36H04796 kéo theo semi rơ móc do tài xế Đỗ Khắc Hải điều khiển từ hướng Bắc vào Nam, có dấu hiệu vi phạm chở hàng vượt quá trọng tải cho phép nên đã ra tín hiệu dừng lại kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe Hải không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tài xế này thậm chí lạng lách, lái xe container tông vào một số cảnh sát đang đứng trên đường ra hiệu lệnh, xe công vụ cũng bị đâm trúng đuôi. Trước việc Hải liều lĩnh tông xe vào mình, các cảnh sát kịp nhảy sang bên đường né tránh. Sau 80 km bỏ chạy và bị truy đuổi, đến xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, nhà chức trách đã xiết vòng vây, khống chế tài xế Hải. Tại cơ quan điều tra, tài xế khai do xe chở quá tải, sợ bị kiểm tra nên bỏ chạy. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, sau 1.5 năm tiến hành tu bổ, đến nay di tích chùa Cầu ở Hội An đã dần lộ diện sau khi cơ quan chức năng tiến hành tháo dỡ toàn bộ phần nhà bao che bằng khung sắt và mái tôn. Diện mạo mới của chùa Cầu sau cuộc đại trùng tu đang nhận nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Trong đó, nhiều người cho rằng việc trùng tu làm mất đi vẻ đẹp cổ kính của công trình được coi là biểu tượng của đô thị cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam, khiến cây cầu trở nên lạ lẫm so với trước đây. Ông Nguyễn Đức Minh, nguyên phó giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An cho rằng: "Tôi thấy phần cấu kiện gỗ bên trong ổn, xử lý tốt, nhưng cái mà du khách quan tâm là mặt ngoài của chùa Cầu. Di tích vừa trùng tu xong nhìn rất trẻ chứ không sống cụ ông như vốn có. Với dự án trùng tu lần này thì đơn vị trùng tu đã rất nỗ lực, nhưng thẳng thắn nhận xét ban đầu thì chưa đẹp, chưa có hồn. Nếu nói phải chờ 3 đến 4 năm để công trình xuống màu thì không ổn. Trùng tu phải tiệm cận cái cũ thì mới đạt. Nếu cho điểm thì tôi chỉ đề xuất 6 trên 10 điểm. Còn ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch thành phố Hội An, Quảng Nam cho rằng, theo thời gian thì nó sẽ cũ ra cổ kính trở lại, chứ không thể yêu cầu một công trình đại trùng tu xong như vậy mà giữ lại hết các yếu tố cũ kỹ như nguyên bản hết được. Theo nhà chức trách, dự án trùng tu di tích chùa Cầu đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị khánh thành vào chiều ngày 3 tháng 8, nhân sự kiện giao lưu văn hóa Hội An, Nhật Bản. Theo thông tin Công an tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng tỉnh này vừa phối hợp với Công an Lào phá thành công chuyên án, bắt giữ Vư Mua Vừ, sinh năm 1982, ở bản Phôn Mương Nội, huyện Khăm Cợt, tỉnh Poly Khăm Say, nước Lào, thu giữ 209kg chất cấm, trong đó có 63kg ketamine, 47kg chất cấm tổng hợp dạng đá, 99 bánh heroin nặng 38kg, 141.000 viên thuốc lắc nặng 61kg cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Bước đầu, Vư Mua Vừ khai nhận được thuê vận chuyển số hàng nêu trên từ tỉnh Bò Kẹo, nước Lào, thuộc khu vực Tam Giác Vàng, về tập kết tại huyện Khăm Cợt giáp với huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó thuê người ở Lào cắt sừng vận chuyển vào Việt Nam đưa ra phía Bắc và sang nước thứ ba tiêu thụ. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp hoàn tất hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật. Báo Dân Trí đưa tin, vào ngày hôm qua 28 tháng 7, Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả tổ chức kiểm tra xử lý vết nứt trên mặt đường đèo Pren. Vết nứt được xác định kéo dài trên đèo Pren ở làn dành cho ô tô, đoạn km 228+506 đến km 228+530 thuộc phường 3 thành phố Đà Lạt. Theo đại diện Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả, những ngày qua, địa bàn thành phố Đà Lạt liên tục có mưa nên nước ngấm sâu xuống đất dưới mặt đường dẫn đến giảm khả năng liên kết và chịu lực, gây nứt mặt đường.
Sau khi phát hiện sự cố, nhà thầu thi công đã tổ chức chám vết nứt, ngăn nước thấm xuống nền đường, quan trắc diễn biến của vết nứt. Được biết, dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn có tổng mức đầu tư 553 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Đây là công trình giao thông cấp 3 miền núi, có chiều dài toàn tuyến trên 7 km với 4 làn xe, nên đường rộng 15,5 m, mặt đường rộng 14,5 m. Dự án đã hoàn thành đưa vào phục vụ người dân lưu thông từ ngày 31 tháng 1 vừa qua. Thưa quý vị, Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 tới đây, đã bổ sung quy định mới so với Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, đặc biệt là về độ tuổi lái xe và không được lái xe. Cụ thể, theo Điều 59 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024, người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm khối. Người đủ 18 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng A1, A, B1, B, C1, được điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. Người đủ 21 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng C, BE. Người đủ 24 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng D1, D2, C1E, CE. Người đủ 27 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng D, D1E, D2E, DE. Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người kể cả ô tô buýt trên 29 chỗ, xe ô tô chở người giường nằm là đủ 57 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ. Bên cạnh đó, luật cũng quy định người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải đảm bảo điều kiện sức khỏe phù hợp với từng loại phương tiện được phép điều khiển. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, mới đây tàu SE11 đang trên đường từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ bị trượt bánh khi đi qua đoạn đường sắt ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, khiến tuyến đường sắt Bắc Nam tê liệt tạm thời. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, xác nhận sự việc trên và cho biết, vào khoảng 14 giờ 40 phút chiều ngày hôm qua, tàu SE11 đang đi với tốc độ chậm vào cua ở một đoạn đường xay có sự chênh lệch cao thấp giữa hai khớp nối, dẫn đến việc toa tàu bị chật bánh. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến đường sắt Bắc Nam bị tê liệt, chờ các đơn vị đưa hai toa tàu SE11 vào lại đường xay. Hiện các đơn vị quản lý đường sắt đang tập trung mọi nguồn lực để xử lý sự cố. Do sự cố này nằm trên đèo Hải Vân nên sẽ mất thời gian để đưa máy móc thiết bị cứu hộ đến được hiện trường. Khi sự cố xảy ra, nhiều hành khách đi trên tàu đã lo sợ. Sau khi thấy sự việc không ảnh hưởng đến toàn đoàn tàu, mọi người đã dần bình tĩnh trở lại. Sau hơn 2 giờ, tàu SE11 gặp sự cố trượt bánh tại Thừa Thiên Huế. Đến 5 giờ chiều cùng ngày, tuyến đường sắt Bắc Nam đã được lưu thông. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tiếp theo là tin tức trên thế giới. Chính quyền Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang bí mật lập kho dự trữ vật tư chiến lược. Mỹ, Nhật tăng cường hợp tác quân sự trước hai mối đe dọa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. ASEAN, Trung Quốc họp giữa những rạn nứt vì Biển Đông. Ukraine trước nguy cơ vỡ nợ. Nga không quan tâm đến tuyên bố đàm phán hòa bình của Ukraine, nói lập trường của Kiev mâu thuẫn. Quốc tế kêu gọi kiềm chế tối đa, tránh leo thang căng thẳng Israel và Hezbollah. Hamas từ chối các điều kiện mới do Israel đặt ra. Kỷ niệm đình chiến với Hàn Quốc, quan chức Triều Tiên thề hủy diệt hoàn toàn kẻ thù. Philippines, tàu chở dầu thứ hai bị chìm ngoài khơi phía tây Manila. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo tạp chí The Economist của Anh, chính quyền của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang bí mật dự trữ một lượng lớn vật tư, bao gồm thực phẩm, kim loại và năng lượng. Đáng chú ý, việc tích trữ này diễn ra ngay cả khi giá các nguyên liệu đang ở mức cao, có thể thúc đẩy lạm phát. Cụ thể, dữ liệu cho thấy nhập khẩu của Trung Quốc đối với nhiều mặt hàng khác nhau đã tăng 16% trong năm qua. Theo Ngân hàng Đầu tư Palmer Ripperum, lượng tồn kho của Trung Quốc từ năm 2018 đến nay đủ để đáp ứng ít nhất 35% đến 133% nhu cầu hàng năm tùy theo mặt hàng. Tuy nhiên, trên thực tế, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã ngừng công bố dữ liệu tồn kho của nhiều mặt hàng. Nhưng theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, dự trữ lúa mì và ngô của Trung Quốc sẽ chiếm lần lượt là 51% và 67% thế giới vào cuối niên vụ năm nay. Tồn kho đậu nành, nguồn nông sản nhập khẩu lớn nhất của Trung Quốc, cũng tăng gấp đôi kể từ năm 2018. Ngoài ra, trữ lượng dầu thô của Trung Quốc đã tăng từ 1,7 tỷ thùng lên 2 tỷ thùng kể từ năm 2020. Đồng thời, Trung Quốc cũng đang tăng cường lưu trữ khí đốt tự nhiên dưới lòng đất, với mục tiêu đạt 55 tỷ mét khối vào năm tới. Được biết, sau khi Liên Xô sụp đổ, Trung Quốc bắt đầu xây dựng các kho dự trữ chiến lược về lương thực và khoáng sản liên quan đến quốc phòng.
Và hiện tại, chính quyền Trung Quốc Tập Cận Bình đang tiếp tục chính sách này, đồng thời tăng cường tích trữ dầu và kim loại công nghiệp. Giới chuyên gia nhận định động thái này là dường như để chuẩn bị cho một nền kinh tế thời chiến, đặc biệt trong bối cảnh lo ngại các tuyến đường cung cấp quan trọng đến Trung Quốc có thể bị cắt đứt sau cuộc bầu cử Mỹ. Thưa quý vị, Washington và Tokyo đang chuẩn bị công bố thành lập một bộ chỉ huy quân sự chung đặt tại Nhật Bản, nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng và giám sát trước hai mối đe dọa từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Đây là kết quả của cuộc họp 2+2 diễn ra vào ngày hôm qua 28 tháng 7 tại Tokyo, với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, cùng với Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Minoru Kihara. Cụ thể, theo thông tin từ Reuters, Bộ chỉ huy chung này sẽ do một tướng 3 sao lãnh đạo nhằm tăng cường khả năng điều phối và hợp tác quân sự song phương. Cơ cấu mới này cũng bao gồm việc đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép cho Nhật Bản sản xuất tên lửa theo bản quyền của các tập đoàn Mỹ. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng gia tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã chỉ trích Trung Quốc về các hành vi gây hấn tại Biển Đông, Hoa Đông, eo biển Đài Loan và toàn khu vực, cũng như mối đe dọa từ chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Theo ghi nhận, hiện tại có khoảng 50.000 lính Mỹ đóng tại các căn cứ quân sự ở Nhật Bản. Bộ chỉ huy mới sẽ đảm nhiệm vai trò lớn hơn trong các chiến dịch hỗn hợp vượt xa chức năng hành chính hiện tại của Bộ chỉ huy đặt tại Yokota, ngoại ô phía tây Tokyo. Cuộc họp cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tình báo, giám sát và an ninh mạng nhằm đối phó với các mối đe dọa tương lai. Ngoài ra, lần đầu tiên đối thoại Mỹ-Nhật 2+2 đề cập đến mối răn đe mở rộng, trong đó Washington tái khẳng định cam kết sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ các đồng minh. Phía Trung Quốc và Triều Tiên hiện đều chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về động thái trên. Theo hãng tin Reuters, những ngày gần đây, các nhà ngoại giao hàng đầu từ các quốc gia Đông Nam Á đã có cuộc hội nghị quan trọng tại Lào trong bối cảnh căng thẳng leo thang do Trung Quốc ngày càng thúc đẩy yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Theo ghi nhận, nhiều quốc gia thành viên ASEAN như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei hiện vẫn đang căng thẳng với Trung Quốc do tranh chấp về các tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông. Indonesia mới đây cũng bày tỏ lo ngại về sự xâm phạm của Trung Quốc vào vùng đặc quyền kinh tế của mình. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cảnh báo, một bước đi sai lầm ở Biển Đông sẽ biến một đám cháy nhỏ thành một cơn bão lửa khủng khiếp. Trước cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, theo đó các bộ trưởng ASEAN cũng đồng thời kêu gọi Trung Quốc tham gia duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoàn thành bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Tại các cuộc họp, vấn đề Biển Đông nổi bật với những căng thẳng gia tăng giữa Philippines và Trung Quốc. Philippines đã thúc đẩy việc đưa sự cố va chạm tàu hồi tháng 6 vào thông cáo chung, nhưng gặp phản đối từ Campuchia và Lào, hai nước có mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc. Ngoài ra, vấn đề Myanmar cũng được thảo luận khi ASEAN tiếp tục thúc đẩy sự đồng thuận 5 điểm vì hòa bình ở Myanmar. Nhưng quân đội Myanmar vẫn phớt lờ kế hoạch này. Thái Lan đã cam kết hỗ trợ nhân đạo và đóng góp thêm 250.000 đô la cho Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo. Cuộc họp ASEAN lần này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không bị lôi kéo vào cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc khi cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều tìm cách mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Thưa quý vị, không chỉ đang chật vật trên chiến trường, Ukraine hiện đang còn phải đối diện với một thách thức tài chính lớn khi các khoản nợ quốc tế khổng lồ của nước này sắp đến hạn thanh toán. Cụ thể, theo tạp chí Foreign Policy, vấn đề nợ nần đã là một gánh nặng kéo dài đối với Ukraine từ sau khi Liên Xô tan rã. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 đã làm trầm trọng thêm tình trạng tài chính của quốc gia này, dẫn đến việc phải dựa vào các khoản vay từ các tổ chức tài chính quốc tế và các chính phủ, bao gồm cả Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu EU. Trong bối cảnh xung đột với Nga từ tháng 2 năm 2022, các tổ chức tín dụng tư nhân đã tạm hoãn thu hồi nợ cho Ukraine trong 2 năm, giúp giảm bớt áp lực tài chính. Tuy nhiên, Ukraine vẫn phải đối mặt với các khoản nợ khổng lồ từ 3 nhóm chủ nợ chính, các doanh nghiệp tư nhân, các chính phủ phương Tây và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Trong khi đó, các chính phủ phương Tây dù đã cung cấp các khoản vay hỗ trợ hàng chục tỷ USD cho Ukraine phục vụ chiến dịch quân sự, nhưng lại không muốn thấy số tiền này được sử dụng để trả nợ cho các doanh nghiệp tư nhân. Trước tình hình này, để tránh nguy cơ vỡ nợ và đảm bảo khả năng tiếp tục vay vốn cho tái thiết đất nước sau chiến tranh, chính phủ Kiev gần đây đã đang khẩn trương đàm phán để hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc nợ trước ngày. Tại diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây đã bày tỏ sự hoài nghi trước những tuyên bố của Ukraine về việc sẵn sàng đàm phán hòa bình. Cụ thể, phát biểu tại hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ông Lavrov cho biết Nga không tin tưởng vào những lời nói của Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba, đồng thời cho rằng ông Kuleba và Tổng thống Volodymyr Zelensky thường đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn.
Được biết trước đó vào ngày 13 tháng 6, Tổng thống Nga Putin đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới, nhưng Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này, coi đó là một tối hậu thư. Theo đó, vào ngày 27 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Zelensky tiết lộ rằng ông dự định đưa ra một kế hoạch hòa bình khác vào cuối tháng 11, nhấn mạnh vấn đề toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Đồng thời, ông cũng ám chỉ khả năng mời phái đoàn Nga tham dự hội nghị hòa bình lần 2, ám chỉ mong muốn chấm dứt xung đột và sẵn sàng đàm phán với Moscow. Tuy nhiên, điều này đang trái ngược với sắc lệnh trước đây của chính phủ nhà lãnh đạo Ukraine, khi ông cấm mọi cuộc đàm phán với lãnh đạo Nga sau khi Moscow tuyên bố sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba gần đây đã nhấn mạnh rằng không ai có thể ép buộc Kiev vào bàn đàm phán. Tiếp tục với tình hình chiến sự khu vực Trung Đông, mới đây lực lượng Hezbollah đã tiếp tục tiến hành một vụ tấn công bằng rocket vào ngôi làng Meisdam Sam, miền Bắc Israel, gây thiệt hại nghiêm trọng với ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Vụ việc này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah, đồng thời thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, kêu gọi hai bên kiềm chế để tránh nguy cơ bùng phát xung đột toàn diện. Cụ thể, trước tình hình này, điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về Liban, bà Jean Knight Hennis-Plasschus và tư lệnh lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, tướng Arnoldo Lazzaro Sanen, trong một thông cáo báo chí chung đang tuyên bố kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ tính mạng của dân thường. Thông cáo này đồng thời cảnh báo về nguy cơ leo thang xung đột có thể lan rộng ra toàn khu vực, dẫn đến những hậu quả thảm khốc. Cùng lúc đó, đại sứ Liên minh châu Âu tại Israel, ông Dmytro Tranchev cũng đã lên án vụ tấn công này, bày tỏ sự cảm thông với gia đình các nạn nhân và hy vọng những người bị thương sẽ sớm bình phục. Tuy nhiên, ông không trực tiếp đề cập đến Hezbollah trong tuyên bố của mình. Chính phủ Liban cũng đã lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực gây thương vong cho dân thường, khẳng định đây là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Liban kêu gọi cả Hezbollah và Israel ngừng ngay các hành động thù địch, nhằm tránh làm trầm trọng thêm tình hình vốn đã căng thẳng sau nhiều tháng giao tranh xuyên biên giới. Phía Nhà Trắng Mỹ cũng lên án vụ việc và một lần nữa khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với an ninh của Israel. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố rằng vụ tấn công này đã vượt qua mọi làn danh đỏ và cảnh báo rằng Hezbollah sẽ phải trả giá cho hành động của họ. Trong một bài phát biểu, người phát ngôn quân đội Israel, ông Daniel Hagari cho biết Israel đã có đủ thông tin để khẳng định Hezbollah là bên thực hiện vụ tấn công dựa trên các đánh giá và thông tin tình báo. Tuy nhiên, Hezbollah đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ việc này. Hiện tại, cộng đồng quốc tế kêu gọi cả hai bên kiềm chế, nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và giải pháp hòa bình để ngăn chặn nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn. Cũng trong bối cảnh này, phong trào Hamas của người Palestine mới đây cho biết họ không đồng ý với các điều kiện mới mà Israel đưa ra liên quan đến lệnh ngừng bắn ở giải Gaza. Trước đó có thông tin rằng Israel đang tìm cách thay đổi kế hoạch ngừng bắn, bao gồm yêu cầu các cư dân Palestine phải trải qua sàng lọc khi trở về phía bắc giải Gaza sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un mới đây đã tới tham dự lễ kỷ niệm 71 năm ngày ký Hiệp định Đình Chiến giữa hai miền Triều Tiên. Được biết trước đó, chiến tranh Triều Tiên nổ ra vào năm 1950 đã kết thúc bằng Hiệp định Đình Chiến năm 1953, nhưng không phải hòa ước, nên về mặt kỹ thuật, hai miền vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Triều Tiên luôn coi ngày 27 tháng 7 là ngày chiến thắng Hàn Quốc và tổ chức kỷ niệm hàng năm. Theo ghi nhận, tại lễ kỷ niệm năm nay, ông Kim Jong-un đã gặp các cựu chiến binh từng giữ các vị trí chủ chốt trong đảng cầm quyền, chính phủ và quân đội. Ông không có bài phát biểu, thay vào đó là ông Ri In-won, bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, kêu gọi thế hệ trẻ tôn vinh và biết ơn các cựu chiến binh. Đáng chú ý cũng tại buổi lễ này, hai sĩ quan quân đội nhân dân Triều Tiên cấp cao là Đại tá Lục quân Ri Un-rong và Trung tá Hải quân Yu Kyong-song đã tuyên thệ sẽ hủy diệt hoàn toàn kẻ thù nếu xảy ra chiến tranh, xuất phát từ lòng căm thù dâng trào với Mỹ và Hàn Quốc. Phản ứng lại, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã ngay lập tức cảnh báo rằng nước này sẽ không dung thứ trước các hành động khiêu khích từ Triều Tiên. Ông nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ duy trì sức mạnh áp đảo và đoàn kết với các quốc gia thân thiện, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng phát triển hạt nhân và các mối đe dọa quân sự, mở cánh cửa đối thoại cho một tương lai hòa bình. Mỹ hiện tại vẫn chưa bình luận về các động thái trên. Truyền thông quốc tế đưa tin, vào ngày hôm qua 28 tháng 7, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines vừa thông báo rằng thêm một tàu chở dầu mang tên MTKA Jason Bradley đã chìm ngoài khơi thị trấn Mariveles, tỉnh Bataan, phía tây Manila. Sự cố xảy ra vào lúc 17 giờ ngày 27 tháng 7 theo giờ địa phương, khiến lực lượng chức năng phải triển khai ngay công tác ứng cứu.
Phát biểu với báo giới, chuẩn đô đốc Armando Balino, phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết, ba tàu của lực lượng này đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác định vị trí tàu chìm và tiến hành kiểm soát vệt dầu loang bằng cách sử dụng phao chắn dầu. Ông Balilo cảnh báo rằng các hoạt động cứu hộ có thể kéo dài từ 1 đến 2 tuần. Ngoài ra, kế hoạch thu hồi nhiên liệu từ tàu chở dầu MT Terra Nova bị chìm trước đó ở vịnh Manila hiện đã bị hoãn lại do các van rò rỉ chưa được khắc phục, và việc hút 1,4 triệu lít dầu nhiên liệu công nghiệp từ tàu này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 7. Tuy nhiên, thời tiết xấu đang gây khó khăn cho công tác sửa chữa các van với mục tiêu ngăn chặn dầu rò rỉ thêm. Các đội dọn dẹp đang nỗ lực kiểm soát tình hình bằng cách phun chất phân tán dầu, song thiệt hại đối với bãi biển vẫn chưa thể ước tính được. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã cảnh báo về nguy cơ thảm họa môi trường nếu toàn bộ lượng dầu bị rò rỉ. Ngư dân ở vịnh Manila cũng đã được khuyến cáo tạm dừng đánh bắt cá để tránh tiêu thụ cá bị ô nhiễm. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại phần tin tức ngày hôm nay. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Trong phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Hành Trình Tương Lai xin gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện về nữ hoàng của các loài hoa, quốc sắc thiên hương. Đây là thành ngữ ca ngợi tài sắc của những người phụ nữ xuất chúng, có lẽ đã quá quen thuộc với bất cứ ai trong chúng ta. Nhưng bạn có biết, quốc sắc thiên hương cũng chính là miêu tả dành cho nữ hoàng của các loài hoa, hoa mẫu đơn. Tương truyền vào thời Võ Tắc Thiên, có lần nữ hoàng đế dạo chơi vườn Thượng Uyển vào một ngày đông giá rét. Không thích khung cảnh lạnh lẽo điêu tàn, bà ra lệnh cho muôn hoa phải đua nở. Theo lẽ tự nhiên, cây cối vốn không thể đâm chồi nảy lộc vào mùa đông. Nhưng khiếp sợ trước uy quyền của nữ đế, muôn hoa không dám trái lệnh. Duy chỉ có mẫu đơn không phục tùng những mệnh lệnh trái lẽ trời. Nàng là chính nàng, không ai có thể áp bức. Võ Tắc Thiên nổi giận trước sự bất tuân của mẫu đơn, và cho người nhổ tất cả mẫu đơn khỏi kinh thành và vứt bỏ tại mảnh đất Lạc Dương cằn cỗi khắc nghiệt. Nhưng kỳ diệu thay, mẫu đơn Lạc Dương không những không tàn, mà ngược lại nở rực rỡ mỗi độ xuân về. Cảm phục trước sự bất khuất ấy, muôn hoa tôn vinh mẫu đơn thành Bách Hoa Vương, cũng chính là nữ hoàng của các loài hoa. Trong văn hóa văn minh nhân loại 5.000 năm, mẫu đơn tượng trưng cho sắc đẹp quý phái cùng một cốt cách thanh cao. Quý tộc Trung Hoa cổ đại đặc biệt yêu thích họa tiết hoa mẫu đơn trên trang sức vì nó mang đến cho người đeo lời chúc phúc an khang đong đầy từ những vị thần. Ở Nhật Bản, mẫu đơn lại tượng trưng cho hạnh phúc gia đình. Người phụ nữ Nhật Bản yêu thích trang sức mẫu đơn vì mẫu đơn mang đến bình an cho gia đình nhỏ. Thưa quý vị, bậc thánh nhân Lão Tử xưa đã từng nói: nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Ý tứ chính là người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo và đạo thuận theo tự nhiên. Con người chúng ta được mẹ thiên nhiên vĩ đại sinh ra, được bao bọc và lớn lên bởi quy luật tự nhiên, trong đó có cả hữu hình và vô hình. Mẹ thiên nhiên đã nâng đỡ vạn sự vạn vật và ban cho chúng ta một môi trường sinh thái hoàn mỹ và tốt đẹp nhất. Cũng như câu chuyện hoa mẫu đơn ở trên, khi con người chúng ta sống thuận với tự nhiên cũng là cách bày tỏ lòng biết ơn đối với đấng tạo hóa và mẹ thiên nhiên. Khi sống theo trần pháp của vũ trụ là chân, là thiện, là nhẫn trong mọi hoàn cảnh và thời khắc thì chắc chắn cuộc sống của chúng ta sẽ luôn tốt đẹp và con người sẽ tránh được những mối hiểm họa và nguy hiểm, phải không quý vị? Đây cũng chính là điều được giải thích rất rõ trong cuốn Thiên Thư Chuyển Pháp Luân. Cuốn sách thần kỳ này cứ đọc một cách thuần tịnh, tự nhiên thì chắc chắn chúng ta sẽ cảm nhận được năng lượng tích cực. Hãy cùng Ngọc Trang đọc cuốn sách này mỗi ngày quý vị nhé! Đường link hướng dẫn đọc sách Chuyển Pháp Luân và hướng dẫn luyện công miễn phí chúng tôi có gắn trên màn hình. Một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.